Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Bản tin văn hóa sẽ mở đầu chương trình hôm nay với một số thông tin sau. Cần chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động karaoke. Những hoạt động tiêu biểu của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên năm 2019. Câu lạc bộ nhiếp ảnh trường Trung học phổ thông Văn Giang, sân chơi nghệ thuật mới của học sinh. Máy chế biến rác hữu cơ thành phân bón nhờ năng lượng mặt trời của học sinh trường Trung học phổ thông Ân Thi. Ghé thăm chợ Gò những ngày cuối năm. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, hoạt động của một số hội thiện nguyện làm ấm lòng các hoàn cảnh khó khăn. Trào lưu trang trí đường làng ngõ xóm đón Tết ở các địa phương. Cuối chương trình mục tinh hoa phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm ngôi nhà cổ 300 năm tuổi ở Mễ Sở. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ sử dụng ma túy tại các quán karaoke. Tháng 9 năm 2019, Ban Nội chính tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra việc cấp phép kinh doanh karaoke tại 10 huyện, thị xã, thành phố đã chỉ ra các tồn tại. Như nhiều quán karaoke hoạt động không phép, chưa đảm bảo về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, sự phối hợp kiểm tra của các cơ quan quản lý chưa tốt. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn số 2870 ngày 14 tháng 11 về việc chấn chỉnh tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh karaoke. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ việc cấp phép hoạt động karaoke, kịp thời ngăn chặn và xử phạt nghiêm các quán karaoke chứa chấp tệ nạn xã hội nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh karaoke trong năm 2020. Trong năm 2019, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên đã dàn dựng và trưng bày nhiều chuyên đề phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh và quốc gia như lịch sử văn hóa Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Đặc biệt, Bảo tàng cũng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh trưng bày các chuyên đề đặc sắc như triển lãm ảnh Hưng Yên, sắc màu cuộc sống, di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mường, tỉnh Hòa Bình. Qua đó đã thu hút hơn 13.500 lượt khách đến tham quan. Cũng trong năm 2019, đã sưu tầm và tiếp nhận hiện vật hiến tặng, hoàn thiện hồ sơ khoa học cho 560 hiện vật, đồng thời tiến hành bổ sung và đính chính nội dung hiện vật phim ảnh vào sổ đăng ký bước đầu, sổ phân loại 4.000 hiện vật, bổ sung lý lịch và phiếu kiểm kê khoa học cho 7.000 tài liệu hiện vật các chất liệu, đăng ký và đánh số 800 tài liệu hiện vật, thực hiện bảo quản phòng ngừa cho toàn bộ số tài liệu hiện vật. Câu lạc bộ nhiếp ảnh trường Trung học phổ thông Văn Giang không chỉ là sân chơi thỏa mãn niềm đam mê yêu thích chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp mà còn là nơi các em động viên giúp đỡ lẫn nhau trong việc học chính khóa. Được thành lập từ đầu năm học với gần 20 thành viên yêu thích chụp ảnh đến từ 3 khối lớp trong trường, câu lạc bộ nhiếp ảnh của học sinh trường Trung học phổ thông Văn Giang đã trở thành nơi kết nối những học sinh có năng khiếu nghệ thuật. Bên cạnh việc cùng nhau sinh hoạt, trải nghiệm chụp các bức hình khoảnh khắc đẹp của cuộc sống và con người, câu lạc bộ nhiếp ảnh của học sinh trong trường còn tích cực chụp hình tại các buổi kỷ niệm, những ngày lễ lớn tại trường cũng như chụp hình các hoạt động nhà trường. 90% số ảnh trên website của trường là do các em học sinh trong câu lạc bộ chụp và đăng tải. Mong muốn khác của câu lạc bộ là có thể tạo ra nhiều bức ảnh đẹp có giá trị để có thể gây quỹ duy trì các hoạt động từ thiện. Em Phạm Quang Dương là học sinh lớp 11A2 trường Trung học phổ thông Ân Thi. Mới đây, em đã giành giải 3 trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh và giành giải 4 trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với sáng kiến máy chế biến rác hữu cơ thành phân bón nhờ năng lượng mặt trời. Em tạo ra một cuộc khảo sát đi từng nhà một xem họ xử lý những cái rau thừa của họ kiểu gì, và sau đó thì em đa phần thì em thấy họ thường cho những rau củ quả thừa vào trong thùng rác mà không đem đi làm phân hữu cơ. Và cũng có một ít là làm phân hữu cơ nhưng mà do thời gian dài nên không được áp dụng nhiều. Chính vì vậy mà em đã có ý tưởng nghĩ ra sản phẩm này. Cơ chế hoạt động của máy là dùng rác hữu cơ để nghiền nhỏ. Dưới sự hỗ trợ của baking soda giúp khử mùi, men vi sinh giúp phân hủy rác nhanh hơn. Cùng với nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, sau 24 giờ sẽ tạo thành phân hữu cơ không gây mùi khó chịu. Chi phí của chiếc máy như thế này có giá khoảng 2,5 triệu đồng. Đặc biệt, máy có thể dùng năng lượng mặt trời để vận hành. Đây là một sáng kiến có ý nghĩa trong bối cảnh vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề lo ngại trên toàn cầu.
Chợ Gò thuộc thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động được xây dựng từ năm 1925. Sau gần 100 năm, chợ vẫn giữ được những nét riêng của mình với 11 dãy hàng của chợ mang đậm dấu tích của thời gian với mái ngói liêu siêu, tường gạch rêu phong. Chợ trong một tháng được họp 6 phiên vào các ngày mùng 4, mùng 9, 14, 19, 24 và 29. Hàng hóa tại chợ chủ yếu là sản phẩm của người dân địa phương như đường mật, các loại rau củ quả, con giống cùng nhiều món quà quê khác. Chợ trước đây là nơi giao thương tấp nập, người mua, người bán đến từ nhiều nơi như Hà Nội, Hà Nam. Thế nhưng đến nay, do thương mại dịch vụ phát triển nên chợ đã bị dần mai một, chỉ còn là một khu chợ phục vụ nhu cầu mua bán của nhân dân trong vùng nhưng lại mang đậm chất quê. Vào dịp cuối năm, nếu như muốn thưởng thức những hương vị truyền thống, những món quà quê, xin mời quý vị và các bạn hãy ghé thăm chợ Gò để có những trải nghiệm thú vị. Tương thân tương ái vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bằng những hoạt động thiết thực, các hội thiện nguyện đã có những món quà ý nghĩa về vật chất và tinh thần, phần nào giúp các hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nhọc nhằn, thêm niềm lạc quan vào cuộc sống. Tết này sẽ rất ấm cúng đối với bố con anh Trần Văn Hạnh ở thôn Đông Hòa, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ trong căn nhà mới. Đây là căn nhà mà đội thiện nguyện Sen Vàng Hưng Yên đã tình nguyện đóng góp hơn 90 triệu đồng để xây dựng cho bố con anh Hạnh thay vì căn nhà 5m2 chật chội xuống cấp trước đó. Nhà thì bây giờ là có phòng khách và hai phòng ngủ, các hai mấy cháu là ở là rộng rãi hơn ngày trước nhiều. Ngày trước cũng mấy mét vuông thôi, mấy bố con ở thôi. Xin cảm ơn đội tình nguyện Sen Vàng giúp bố con nhà tôi là được một cái nhà rộng rãi ở không chật hẹp như cũ. Trong năm 2019, Hội Thiện Nguyện Sen Vàng đã quyên góp ủng hộ gần 300 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo học giỏi. Đối với đội thiện nguyện Minh Tâm, huyện Phù Cừ, dù mới thành lập từ đầu năm 2018, nhưng cũng đã ủng hộ tiền và ngày công xây dựng được hai căn nhà cho hai hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là bà Phạm Thị Ngọc ở xã Đình Cao và gia đình cụ Lương Thị Tô ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, giúp họ vơi bớt khó khăn. Hoàn cảnh tôi thì quá khó khăn, thì bệnh tật mà nhờ nhà hảo tâm và trong đoàn rất là vui vẻ chia sẻ niềm vui và động viên tôi và an ủi những lúc tôi khó khăn như này thì rất là vui mừng. Với mong muốn đem đến những tình cảm chân thành, những món quà ý nghĩa, đội thiện nguyện Đông Kết huyện Khoái Châu cũng thường xuyên kêu gọi và ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn đến thăm và tặng quà các học sinh khuyết tật. Trong năm 2019, đội cũng đã ủng hộ gần 200 triệu đồng. Món quà của các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp thì các gia đình phụ huynh cảm thấy rất là ấm áp, tấm lòng của các bác này rất là quý, gia đình rất là bớt đi một phần nào khó khăn. Toàn tỉnh hiện nay có rất nhiều các câu lạc bộ thiện nguyện hoạt động tích cực như Tâm Thiện Nhân, Thiện Tâm An, Minh Tâm, Phố Hiến, Nghĩa Phương, Nụ Cười và Những Người Bạn, Từ Tâm, vân vân. Mỗi năm số tiền ủng hộ của các hội cũng lên đến hàng tỷ đồng. Chính những việc làm ý nghĩa của các câu lạc bộ đã góp phần lan tỏa yêu thương, nhân ái trong cộng đồng. Trong nhiều năm trở lại đây, cùng với đời sống kinh tế không ngừng được nâng cao, vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều địa phương tổ chức trang trí đường làng ngõ xóm để vui Tết đón xuân. Đây là trào lưu đang được nhân rộng và được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và chính quyền địa phương. Từ đầu tháng Chạp, nhân dân thôn Nghĩa Xuyên, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã bắt đầu tổ chức trang trí dọc tuyến đường tỉnh lộ 200. Dịp Tết năm nay, nhân dân trong thôn tự nguyện ủng hộ được 52 triệu đồng dành để trang hoàng gần 1 km đường với những hàng trong chóng nhiều màu sắc. Thôn giao cho chi đoàn thanh niên đảm nhiệm việc trang trí, đảm bảo treo cao trên 6 mét nhằm không cản trở giao thông. Thứ nhất là đẹp làng và hai là đảm bảo an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến giao thông, dân đi lại rất là đàng hoàng. Đoàn thanh niên, anh em đứng ra tổ chức không phân bổ cho dân mà đây là tự nguyện cùng chung tay đồng góp tiền để anh em trang trí được tốt. Thời điểm này, nhân dân thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu cũng đang trang trí đường làng ngõ xóm. Dọc các con đường trong thôn rực rỡ cờ hoa, đèn lồng, đèn nháy và những khẩu hiệu chúc mừng năm mới. Kiểu cách trang trí được thôn họp bàn thống nhất trước đó, kinh phí trang trí từ nguồn xã hội hóa do người dân tự nguyện ủng hộ, không bổ đầu cho các hộ gia đình.
Khoảng 5 đến 10 tháng chạp là các xóm đã tiến hành tổ chức họp các xóm, thế rồi bà con nhân dân tham gia trang trí, thế rồi là cái mua sắm, thế rồi là cái chuẩn bị cho cái trang trí thì đều có thống nhất bàn bạc. Thế rồi là chủ yếu là làm đẹp các cái cảnh quan đường làng ngõ xóm. Dịp Tết Nguyên đán năm nay trùng với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, nhiều xã, phường, thị trấn chú trọng công tác trang trí tuyên truyền cổ động dưới hình thức trao cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các băng rôn biểu ngữ mừng Đảng, mừng xuân. Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đã hoàn tất việc trang trí trên những trục đường chính, đảm bảo tiết kiệm, trang trọng, mang đến không khí Tết nhưng không làm cản trở việc lưu thông của người dân và thương lái đến thu mua quất cảnh. Chúng tôi cũng chỉ đạo là tuy treo cờ để các biểu ngữ để mừng Đảng mừng xuân nhưng phải đảm bảo được cái tham gia giao thông của bà con cũng như là các xe về vận chuyển hoa cây cảnh của nhân dân của xã Mễ Sở nói chung và các thôn nói riêng để đi vận chuyển đi để làm sao cho đảm bảo được an toàn giao thông. Nhân dân ở các địa phương chung tay trang hoàng đón Tết không những mang đến không gian Tết rực rỡ trên các con đường mà qua đây còn thắt chặt tinh thần đoàn kết và tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư mỗi dịp Tết đến xuân về. Chúng tôi cùng đoàn khách nước ngoài đến gia đình ông Nguyễn Chí An tại thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngôi nhà nằm dưới triền đê sông Hồng cùng với vẻ cổ kính của cây đa, giếng nước, sơn đình mang đậm chất văn hóa truyền thống Bắc Bộ. Trải qua hơn 300 năm, căn nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Chí An vẫn giữ được nguyên vẹn kết cấu và kiến trúc như ngày đầu mới xây dựng, gồm 3 gian, 2 trái. Bên trong ngôi nhà còn rất nhiều đồ dùng thời xưa vẫn còn được giữ lại một cách cẩn thận như hoành phi, câu đối, bàn ghế, vân vân. Nhiễu xạ tự nhiên hương, đầu tiên là người ta tự tìm đến gia đình nhà tôi, chứ tôi không phải quảng bá. Vì nói thực ra nói là cái này nó mang tính chất là du lịch nhưng mang tính chất tâm linh của gia đình. Tuy là một không gian nhỏ nhưng nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Chí An, xã Mễ Sở từ lâu đã trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn du khách, đặc biệt là du khách đến từ Tây Âu, Mỹ. Trung bình mỗi tháng gia đình ông An đón từ 8 đến 15 đoàn khách, số lượng khách thay đổi theo từng đoàn. Những vị khách nước ngoài đến đây tỏ ra vô cùng hào hứng khi được trải nghiệm những giá trị truyền thống, được tìm hiểu không gian sinh hoạt và kiến trúc đặc trưng của một ngôi nhà cổ người Việt xưa. Mặc dù tôi mới đến Việt Nam từ hôm qua, cảm giác đầu tiên khi đến đây, chúng tôi rất bất ngờ về phong cảnh thiên nhiên đồng quê của Việt Nam. Trong đó có tỉnh Hưng Yên, rất là xanh, tươi, mát mẻ, và đặc biệt con người nơi đây rất nồng nhiệt, cởi mở và tươi cười. Chúng tôi đến đây được hưởng không khí trong lành, mát mẻ của gia đình, của đồng quê và được thưởng thức bữa ăn rất ngon miệng của ẩm thực Việt Nam. Tại nhà ông Nguyễn Chí An, du khách trong và ngoài nước sẽ cùng hóa thân thành những nhân vật và sống trong không gian thật để nghiên cứu, khám phá các giá trị văn hóa truyền thống của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Một ngày ở nhà cổ, du khách được khám phá nhiều chuyên đề hấp dẫn, bổ ích đi kèm với nội dung trải nghiệm văn hóa truyền thống như khám phá sắc màu văn hóa vùng xứ Nhãn, ẩm thực xưa và nay, trang phục truyền thống, nhà ở truyền thống xưa và nay và cùng hòa mình trong các tiết mục diễn sướng dân gian của người Việt như thực hành diễn sướng 36 giá đồng, hát văn, hát ca trù, chống quân và hát ả đào, một loại hình âm nhạc rất riêng của người Hưng Yên xứ Nhãn. Khách tham quan du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài biết đến nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Chí An ở xã Mễ Sở khoảng 10 năm trở lại đây. Mỗi đoàn khách đều có một ấn tượng rất đặc biệt bởi họ được trải nghiệm, cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa của người Việt ẩn chứa trong không gian đầy hoài niệm. Trong năm 2018, nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Chí An có khoảng 5.000 lượt khách nước ngoài đến tham quan trải nghiệm.
Nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Chí An ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên không chỉ tạo nên những không gian trải nghiệm sống động, bổ ích, đây còn là cơ hội để người dân xã Mễ Sở, huyện Văn Giang có điều kiện giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của nhân dân xứ Nhãn Hưng Yên đến với du khách trong và ngoài nước, đưa văn hóa truyền thống trở thành sứ giả để truyền tải những thông điệp về sự bảo tồn, phát triển vốn văn hóa của cha ông. Đây chính là mô hình cần được nhân rộng bởi nó vừa gia tăng sức hút với công chúng, vừa góp phần phát triển du lịch từ các giá trị văn hóa truyền thống. Tham gian nhà cổ của gia đình ông Nguyễn Chí An ở xã Bế Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, chúng ta lại thấy thêm yêu đất nước con người Việt Nam. Những cảm nhận ấy thật dễ làm cho con người ta xúc động bởi những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của ông cha được gìn giữ một cách tự nhiên, mộc mạc mà chân thành nhất từ những con người biết trân trọng gìn giữ từng tấc đất nếp nhà của ông cha để lại. Hình ảnh về ngôi nhà cổ 300 năm tuổi ở Mễ Sở đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.